Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay đồ thờ Đức Hiệp đang có mặt tại một cái ngôi đền được cấp quốc di tích quốc gia đặc biệt tại tỉnh Lào Cai. Không gian hiện nay ở ngôi đền đây là đang trong thời gian Covid, cho nên là không đón khách, không tiếp khách, thì sẽ tôn tạo tu bổ lại. Thì đây là tất cả các anh em trong đồ thờ Đức Hiệp đang đưa các ngài xuống để quang lại, tu lý lại. Đấy, rồi nội thất. Nếu đồ đây mà sơn động làm thì nhìn thì có thích thì thôi. Em đấy, đây là có một số những cái hạng mục mà xuống hơi màu rồi. Mình mà làm được cái gian chính mà quang lại thì rất là đẹp. Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ qua các kênh: website đồthờđứchhiệp.com, fanpage Đồ thờ Đức Hiệp Sơn Đồng, YouTube Đồ thờ Đức Hiệp Sơn Đồng. Địa chỉ trụ sở văn phòng tại ô 16, liền kề 7, khu đô thị Tân Tây Đô Tân Lập Đan Phượng, Hà Nội. Địa chỉ xưởng tại số 10 đường Đình Hát, thôn Hàn, làng nghề Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ 0879 555 111, 0983 400 046. Rất mong được hợp tác và phục vụ quý khách hàng. Xin cảm ơn.